Nam mô A Di Đà Phật. Trang 20, chúng ta đang nói về là người hộ niệm sẽ giúp được gì khi đi hộ niệm. Câu B: người dù có tu hành tốt nhưng lâm chung không được hộ niệm cũng dễ bị nghiệp bổ hành hạ, bị rối loạn mà quên mất đường vãng sanh. Đúng hay sai? Đúng. Người tu hành tốt là nói cho những người chúng ta cũng có cái tâm hạnh cao lắm đấy. Có nhiều người tu tốt lắm đấy chứ vậy. Hôm trước giờ mới đưa ra trường hợp một người tu một ngày 16 tiếng niệm Phật. Có ngày vị đó tu 12 tiếng niệm Phật. Nhưng mà sơ ý sau cùng vẫn bị trở ngại như thường. Thì chúng ta đây cũng vậy. Chắc chắn chư vị cũng thường thấy có nhiều người tu rất lâu năm, nhưng khi ra đi vẫn nằm trong cảnh mê mê, tỉnh tỉnh, nghiệp chướng ứng hiện báo đời. Lúc đó họ quên hết tất cả. Nếu là người niệm Phật chúng ta bây giờ đây tu rất là tốt, nhưng đến lúc bệnh khổ ứng hiện mà mình quên mất lời nguyện vãng sanh, không còn muốn vãng sanh nữa, không tha thiết vãng sanh nữa, mà quên mất câu A-di-đà Phật, mà thường thường cứ nằm trên giường cứ rên rỉ, thôi chịu thua. Đó là do nghiệp khổ hành hạ đến điên đảo, mê man, cho nên không vãng sanh. Cũng nhắc nhở cho chư vị biết là mình niệm Phật hôm nay là để thực tập đến cái giai đoạn mà mình phải xả bỏ báo thân, làm sao mình thực hiện cho đúng như ngày hôm nay vậy. Có nghĩa là lòng tin không thay đổi. Và lúc đau, lúc bệnh, lúc mê, lúc tỉnh gì mà mình còn tính lại được lúc nào niệm Phật lúc đó và nguyện vãng sanh thì mình mới được vãng sanh. Chứ không phải là mình niệm Phật hôm nay là nhất định cuối đời mình được vãng sanh. Chỉ khi nào mình thực sự niệm Phật nhất tâm, không còn cái gì chen vô nữa, thì lúc đó chúng ta sẽ vững vàng, không còn ai hỗ trợ. Nhưng mà chúng ta biết là không dễ gì như vậy đâu. Đây là cái kinh nghiệm mà chắc chắn mọi người ai cũng biết qua. Vì khi lâm chung, chúng ta không còn tự chủ được nữa, gọi là bị nghiệp khổ hành hạ làm cho rối loạn mà quên mất đường vãng sanh. Một khi quên mất đường vãng sanh thì chúng ta phải đi theo con đường nào khác, đó không biết gì, cái gì nó ứng ra, chúng ta theo cái đó. Câu Q: người tu hành lâu năm nhưng khi ra đi không được hộ niệm vẫn dễ bị vướng bẫy của oán thần trái chủ mà bị nạn. Đúng không chưa vậy? Đúng. Cái vị mà tu một ngày 16 tiếng. Xin thưa quý vị, đây là những người tu hành rất là tinh thần, nhưng bị cái vướng oán thần trái chủ. Vướng như thế nào? Vị đó đã có cái chứng đắc mà xác định rằng là tu theo phương pháp của vị đó thì thường thường là trong vòng 10 ngày, một tuần đến 10 ngày là ngửi được mùi hương thanh lạc của cõi Tây Phương Cực Lạc. Ngài tuyên bố nếu mà tu 10 ngày mà không ngửi được cái mùi hương thanh lạc thì đó là tu lạc rồi, tu sai rồi. Mà Ngài đã thực hiện được như vậy, Ngài chứng minh được như vậy, Ngài cũng diễn tả được. Ngài nói là tu trong vòng 4 tuần thì thấy được quang minh của Phật. Vì đó còn chụp những tấm hình gửi cho mọi người xem là có quang minh của Phật phóng ra nữa mà. Mà do ông cũng có coi cái tấm hình đó rồi. Rồi Ngài nói là trong vòng 2 tháng nhất định phải thấy được, nghe được cái âm thanh vi diệu của câu A-di-đà Phật trong vũ trụ gì đó vang lại. Chứ quý vị thấy không? Tại vì người ta tu quá tinh tấn, nhưng mà vì sơ ý do vọng tưởng ứng hiện cho nên thành ra bị cài.
Và vị đó đã được A-di-đà Phật thọ ký luôn. Ngày nào vãng sanh. Nhưng mà đến bây giờ đây vẫn còn sống. Sống trong cảnh rất là khổ. Xin thưa với chư vị, đây là do sởi. Không nghiên cứu kỹ phương pháp hộ niệm. Tại sao dám nói là không nghiên cứu kỹ phương pháp hộ niệm? Tại vì pháp hộ niệm chư tổ cấm những trường hợp này. Pháp môn niệm Phật chư tổ cấm trong cái thời mạt pháp này không được quán tưởng để niệm Phật. Mà mình ngồi niệm Phật mình quán tưởng đến nỗi cái thân nó bay lên. Quán tưởng Phật thọ ký trên có thọ ký. Quán tưởng có mùi hương trên có mùi hương bày ra. Quán tưởng có ánh sáng trên có ánh sáng. Xin thưa với quý vị, tâm mình quán cái gì? Nó ứng hiện cái đó. Gọi là tâm tưởng sự hiện. Mà cái tâm mình là cái tâm đang thô, cho nên thường thường quán cảnh diệu nó sai đi. Tâm thô quán cảnh diệu thường thường lạc đường là như vậy. Chính vì thế mà trong cái pháp hộ niệm, thường thường chúng ta phải cẩn thận. Khi một người bệnh mà thấy cái điều gì mà vi diệu, chúng ta còn phải đến bên cạnh nhắc nhở. Đừng nói những câu sai lầm. Ví dụ như: bác ơi, bác thấy cái đó là điều sai lầm đó, cái đó là điều ma chướng đó. Ông thân địa trụ mà nói như vậy là chết người ta rồi. Không được nói như vậy. Mà bác ơi, nếu mà chân thành của bác thấy được quang minh độ như vậy, đó là do cảm ứng tốt. Tuy nhiên, mình phải nói tuy nhiên liền. Bác đang nằm trên giường bệnh phải không? Vẫn còn đau lưng như quằn tắc phải không? Nhiều lúc phải chóng mặt nhức đầu phải không? Tức là nghiệp chướng đang ứng hiện. Không phải là đơn giản đâu. Như vậy có cái cảm ứng rất là tốt. Nhưng mà nhất định phải khiêm nhường nghe bác. Phải quyết lòng nữa nghe bác. Phải buông xả nữa nghe bác. Phải quyết lòng đi về Tây Phương. Có gì có chúng còn ở sát bên cạnh giúp đỡ. Nói liền. Rõ ràng. Có những người đêm đêm nằm thấy ông bà cha mẹ tới rủ rê. Đừng có nói: à bác Chín ơi, đó là oan thần trai chủ trai hình. Nói như vậy chết người ta liền. Có nhiều người còn nói nữa: cô chừng ma quái tới bắt mình, dụ dỗ mình. Nói như vậy là kẹt người ta lắm. Mà nói như thế này: tất cả đều là huyễn hóa, tất cả đều là giả. Do cái tâm của mình mệt mỏi, do cái sức của mình yếu đi, cho nên mình bị trở ngại. Chính con này này, con khỏe này mà con nằm con thấy mơ màng, con thấy mộng, bị ác mộng liên tục. Huống chi là bác trong cơn bệnh hoạn. Thôi bây giờ Phật dạy, chỉ niệm A-di-đà-phật, quyết lòng cầu A-di-đà-phật lai nghinh tiếp độ. Chỉ có A-di-đà-phật lai nghinh tiếp độ, mình phải sẵn sàng theo Ngài. Còn không thì tất cả đều giá, bỏ đi, không sao. Có chúng còn luôn luôn ở bên cạnh bác, giúp đỡ cho bác trong bất cứ tình huống nào. Bác thành tâm, A-di-đà-phật sẽ gia trị, chư Bồ-Tát sẽ gia trị, chư Thiên Long Hộ Pháp sẽ bảo vệ. Nói những lần này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cái tâm sợ của người ta, mà giúp cho cái tâm vững, tâm định của người ta, làm cho người ta vững vàng vãng sanh. Cho nên xin thưa với chư vị, còn có những lời nói luôn luôn tích cực bên cạnh người bệnh để giúp cho họ vượt qua những cái cảnh khó khăn để họ vãng sanh. Đừng nên mà thẳng thắn mà nói những điều mà sới kẹt lắm. Cho nên mình thấy hộ niệm nói vậy, nhưng mà mình chư vị cứ nghiên cứu đi, nghiên cứu suốt qua chỗ này sẽ thấy những cái đạo lý nó vô cùng vi diệu. Thực sự nó sẽ tăng trong những lý đạo cao sâu đấy. Phật dạy tâm tưởng sự hiện. Tưởng cái gì đây? Tưởng mình đã chứng đắc rồi, bị trở ngại liền. Lâu lắm rồi, cả tháng trời dâm không vào email. Ngày hôm kia mới vào một cái gặp một vị bị liền. Nói bây giờ thưa chú, con bị oan thần trái chủ nó quậy quá chừng để chịu không được. Thì bây giờ làm sao chú giải giùm? Mới ra một cái đầu tiên là gặp liền, nhiều quá rồi bây giờ giải không được. Tôi mới hỏi lại là bây giờ tu như thế nào? Tu với đạo tràng nào? Kể cái chuyện mà oan thần trái chủ cho chú nghe coi. Kể ra là biết liền. Con luôn luôn lên internet nghiên cứu, rồi giờ tự tu lấy, không có tu với đạo tràng. Một câu vậy là phát hiện được. Còn lúc mà tu nhiếp tâm cái là quậy liền. Nhất khi nhất tâm cái quậy liền. Thôi nhất tâm như thế nào? Kể ra đấy là coi là ngủ gục, chứ không phải là nhất tâm. Lúc nghĩ nhiều quá coi là trạo cử. Lúc mà gọi nhất tâm đó là thực ra là ngủ gục trong cái lúc mệt mỏi. Mà gọi là nhất tâm. Tôi còn chưa trả lời. Cái những hiện tượng này bị nhiều quá.
Đây là gì? Oán thần trái chủ cài bẫy mà không ai. Chắc chắn mà khi trả lời những người này, tôi nói mau mau cháu hãy tìm một cái đạo tràng nào mà cháu vui, cháu thích, một ngôi chùa nào tới tu chung với người ta, là tự nhiên giải quyết. Trong cái thời mạt pháp này, xin thưa với chư vị, chư tổ nói là niệm Phật là pháp môn an toàn nhất, nhưng mà các ngài chỉ chấp nhận cho chúng ta một là quán tượng niệm Phật, là nhìn hình tượng để niệm Phật; hai là trì danh niệm Phật, là mở miệng ra niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật với người ta. Đừng có dùng cái pháp quán tướng niệm Phật, tức là tướng nghĩ nhớ nhiều quá, cái sức của mình không đủ, không đủ. Chính cái vị này ngài tướng đến nỗi mà A Di Đà Phật ngày ngày hiện thân thọ ký. Có một lần do ông gặp một vị kia, xác định là ngày đó, tháng đó tôi vãng sanh. Bây giờ chú dầm cứ cho biết đi, muốn tôi nằm vãng sanh, ngồi vãng sanh hay đứng vãng sanh? Thôi là bây giờ ngài thấy, ngài biết câu chuyện này mấy năm rồi, 2 năm qua rồi. Chắc chắn không? Chắc chắn. Bắt viết, viết đơn làm, ký tên nữa làm hoàng. Tôi ngày đó không đi, bây giờ vẫn còn. Đó là do cái gọi cái vọng tướng. Khi mà đi sâu vào cái chỗ sơ xuất của người bệnh, cái khế lý, cái kề, thì dám nói rõ ràng hơn chỗ này cho chư vị thấy. Đừng nên khởi vọng tướng, dẫu rằng chúng ta đang niệm Phật. Đừng có nghĩ rằng là niệm Phật thì có chư thiên long hộ pháp, ẩn thân gia trì, chư Bồ Tát bảo vệ, 25 vị Bồ Tát bảo vệ, rồi Phật phóng quang tới, chúng ta không bị nặng nước gì đó. Nhưng mà cái căn bản là cái căn cơ chúng ta như thế nào, chúng ta thực hiện có đúng hay không, trong lúc niệm Phật thực sự tâm chúng ta có thành hay không, hay là vọng tưởng ngạo mạn như nói ra trong đó, oan thần trái chủ nhiều đời nhiều kiếp chỉ nương vào một chút như vậy là gạt chúng ta liền. Mà xin thưa với chư vị, gạt một người tu không bao giờ người ta thề lưỡi phù gì đó, phù lửa phù độ cho chúng ta sợ đâu. Gạt bằng một hình thức vô cùng tuyệt vời. Chắc trong cái những cái tọa đàm khác chị ông cũng kể cho chư vị biết, một người niệm Phật tự xưng là nhất tâm bất loạn và định được ngày giờ ra đi. Đùng một cái một buổi trưa không vào ăn cơm, mà giữa một đạo tràng đang an cư kiết hạ, vì đó ra sau vườn treo cổ trên cây ổi tự tử chết. May mà đỡ lại 2 lá thư, chứ không thì chứ đạo đàng đã cũng chết luôn. 2 lá thư là nói là tôi đi về Tây Phương Cực Lạc. Một cái nữa là diễn tả cảnh nhất tâm bất luận của mình. Xin thưa với chị, đây là do cái vọng tướng ứng hiện mà nó gạt mình. Hiểu được như vậy rồi chúng ta mới thấy, dẫu là một người tu hành lâu năm nhưng mà không được hộ niệm, khinh chê phương pháp hộ niệm, thấy không hay, không còn những người hộ niệm, vô tình chúng ta âm thầm lặng lẽ đi lưu thủy một mình, không có ai bảo vệ hết. Chính vì thế mà hôm nay trưa chúng ta có cơm ăn, cơm thì có canh. Tu hành cần có bạn. Chính bạn đồng tu, chính 5-10 người ở chung quanh ta, tu chung với chúng ta, tự nhiên gỡ cho chúng ta không biết bao nhiêu là cái cảnh khổ. Giống như một người mà đang mới ra rồi thì hỏi rồi bây giờ lo trả lời. Rõ ràng là tự động tách rời đại chúng ra, từ nghiên cứu trên Internet. Mà nghiên cứu trên Internet thì tràn lan đại hải, nào lý này lý nọ, lung tung bay hết, sau cùng rồi bị oán thân trái chủ. Cho nên mong chư vị phải cố gắng là pháp hộ niệm ngó vậy, nhưng mà thực sự là đại cứu tinh, giúp cho chúng ta an toàn tu hành, an toàn vãng sanh và một đời thành tựu đấy. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.